Hai, xin chào mọi người buổi sáng nha. Sáng hôm nay mình tiếp tục ra khu vực ngoài bờ sông Hậu, nơi quê hương mình nè các bạn, để mình dùng livecam mình bay quay về cái cảnh sông Hậu vào một buổi sáng bình minh. Nói tiếng bình minh chứ giờ này cũng 8 giờ mấy rồi các bạn. Mình sẽ bay quay về những công cuộc mưu sinh của người dân sông nước nơi quê hương mình vào cái buổi sáng trên sông Hậu. Các bạn cũng nhìn thấy rồi đó, sáng hôm nay là gió rất là mạnh các bạn đó. Các bạn thấy những cái lá cây nó đông đưa rất là mạnh không, nên là có thể là mình bay cũng gần thôi nha các bạn. Rồi mong các bạn thông cảm. Rồi bây giờ mời các bạn theo mình cùng cất cánh bay lên bầu trời ngắm dòng sông Hậu. Đây là cái khu vực mình đang đứng đó các bạn, phía ngoài sông Hậu. Rồi bây giờ mình sẽ bay xa ra nha. Đó, hồi xưa chỗ này là cái bến đò để đưa qua bên chợ mới, nhưng mà hiện nay là không còn đưa nữa các bạn. Đó, các bạn thấy là cái chiếc xà lan đang đậu là xà lan cát để bơm cát lên đó các bạn. Rồi bây giờ mình thấy cái hướng kia kìa. Đó, mình sẽ bay qua hướng kia để mình quay cho các bạn xem. Mình thấy có một chiếc ghe nhỏ nhỏ đó. Giờ mình sẽ xây cái camera lại nha các bạn. Khu vực này khu vực đầu cồn nè. Rồi tiếp tục mình sẽ tiến tới các bạn ơi. Gió rất là mạnh luôn các bạn. Bữa nay gió hơi nhiều. Mình cúi cái camera xuống, hình như là mình thấy có một chiếc thuyền thì phải. Tiếp tục mình tiến tới. Khoảng cách của mình từ nơi mình đứng cho tới cái chiếc Leica mình đang bay là 340m rồi các bạn. Tiếp tục tiến tới luôn. Độ cao của mình hiện tại đang giữ là 46m. Đó, mình đã thấy một chiếc thuyền. Rồi mình cúi camera xuống chút xíu. Các bạn, bây giờ mình sẽ hạ thấp cái máy bay xuống nha các bạn. Đó, không biết chiếc thuyền này đang làm gì nữa. Gió nó rất là mạnh luôn. Tiến tới chút xíu nữa mình quay cho các bạn xem gần hơn. Khoảng cách từ livecam của mình mà cho tới mặt nước là 18m. Hình như chiếc này là chiếc ghe cào các bạn. Người ta thả cái lưới xuống người ta cào. Cào cá đó. Ủa mà sao chiếc này mình thấy nó đang làm gì vậy ta? Cũng không có giống ghe cào. Không biết đang làm gì nữa. Nhìn qua màn hình điện thoại mình nhìn không rõ. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình bay, mình quay những chiếc khác cho các bạn xem nha. Nâng độ cao lên các bạn ơi. Và hướng cái camera lên để tìm đây. Đây mình gặp có một chiếc nữa. Rồi bây giờ mình bay lại các bạn. Cái trò tít của mình dạo này không biết nó bị cái gì nữa mà vừa gặp nhẹ cái là nó quay qua liền luôn. Mình bay là sắp qua tới bờ bên kia luôn rồi đó các bạn. Sắp qua tới bờ của
xã Mỹ Hợi Đông, huyện Chợ Mới luôn rồi. Đây, quay nhẹ quá cho các bạn xem. Tiếp tục là mình sẽ hạ thấp cái lai cam mình xuống. Đang làm gì vậy ta? Ghe cào các bạn. Cào cá đó, cào điện á. Người ta thả lưới, thả cái lưới cào xuống, cái đầu ta kéo trên sông vậy đó các bạn. Có những ghe thì người ta cào không, có những ghe thì người ta cào bằng điện. Điện 220 phát từ demo ra đó các bạn. Quay gì không biết là khi người ta phát hiện người ta có sợ không. Tưởng công an theo dõi. Đó các bạn thấy. Để anh quay ngang cho các bạn xem. Ý. Cái châu tiết của mình sao dạo này nó nhạy quá không biết nữa. Đó. Các bạn nhìn thấy là chiếc ghe mà có cái cọc dây phía sau ta thả xuống nước không? Đó là người ta đang thả cái lưới cào xuống đó các bạn. Đánh bắt thủy sản trên sông. Rồi bây giờ mình sẽ nâng độ cao tiếp tục và tìm một cái chiếc thuyền khác để quay cho các bạn xem nha. Hướng camera lên để tìm. Phía trước mặt mình thì xa quá các bạn. Giờ mình quay lại hướng này coi. Ở cái chỗ tiết mình nó rất là nhạy luôn. Mà nó không có mượt nữa, nó bị giật nữa. Khu vực này thì do ánh sáng là ngược mặt trời nên cái pin nó hơi đen. Này mình thấy những cái đốm đen đen đằng này đây, không biết cái gì nữa. Để bay lại nha. Tiếp tục đang tiến tới dần. Hơi xa quá. Hình như là cũng có mấy chiếc thuyền mà người ta thả lưới nhỏ nhỏ đó các bạn. Giăng câu, thả lưới trên sông. Đó, những chiếc thuyền như thế. Và mình đang tiến tới dần. Mình thấy hai cái đốm đen đen. Do ngược ánh sáng mặt trời mình nhìn không rõ nữa. Rồi để mình chuyển cái góc camera ngang như thế nào, mình xem cho kỹ chút xíu. Chuyển lại chút xíu nữa các bạn. Giờ hạ thấp xuống nha. Cái đó là một cái cũng là một chiếc thuyền các bạn. Để mình xem cái thuyền đó thuyền gì. Giờ bay lại gần luôn. À, cúi camera xuống. Một chiếc thuyền nhỏ thả lưới trên sông các bạn ơi. Đó, cái đèn đèn bên kia là cái phao. Đó, giờ các bạn thấy rõ rồi đó. Nãy nó bị ngược ánh sáng mặt trời, nó auto quá nên nó đen đen. Đó, các bạn thấy không? Hình như là có hai người luôn, để hạ thấp chút xíu nữa. Hai người trên một chiếc thuyền đó. Thấp chút nữa các bạn. Người ta đang nhìn kìa. Người ta không biết cái vụ này là vụ gì nữa mà sao tự nhiên có chiếc máy bay bay trên đầu người ta, bởi người ta đang nhìn đó. Đó, người ta chỉ các bạn. Thôi bây giờ pin mình còn 37% rồi.
Mình xin phép các bạn là mình sẽ bay về thay bên khác để tiếp tục bay nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục bay dọc cái con sông Hậu này, cặp cái bờ phía bên Cù Lao mình, lên trên kia tại vì mình thấy có mấy chiếc thuyền người ta đang giăng lưới đó các bạn. Quay cái góc camera ở đây, tiếp tục là mình sẽ lên trên đó. Thấy chiếc thuyền trước mặt mà sao bay xa quá. À, gần tới rồi các bạn. Gần tới chiếc thuyền đó rồi. Đây, mình sẽ tiến lại gần cái chiếc thuyền này cho các bạn xem nha, coi người ta đang làm gì. Cúi cái camera xuống chút xíu. Đang giăng lưới đó các bạn, đang thả lưới trên sông đó. Các bạn nhìn thấy là không biết là một cái chú hay một anh nữa, kêu đại mình chú đi. Bạn thấy chú đang thả lưới từ trên, không phải các bạn, đang kéo lưới lên, đang kéo từ ở dưới sông lên chiếc xuồng của mình. Để mình hạ thấp chút xíu nữa coi được không. Độ cao của mình hiện tại bây giờ là 7 mét mấy so với mặt nước. Để mình chuyển cái góc camera cho các bạn xem coi. Kéo lùi lại chút xíu. Ông không biết cái vụ gì, ông nhìn ông kiếm. Không biết vụ gì luôn. Nghe tiếng e e mà không biết vụ gì, đứng gì nhìn luôn. Thấy rồi đó các bạn. Nhìn thấy chiếc máy bay của mình rồi đó. À, tiếp tục làm đi chú ơi, không có chuyện gì đâu. À, tiếp tục là kéo những cái tay lưới lên xuồng vậy đó các bạn. Bây giờ mình sẽ nâng độ cao lên chút nữa, chứ để mình thấy nó hạ thấp xuống còn 7 mét mấy thôi. Đang bay mà cái nhóm của mình nhắn tin ten ten rồi các bạn ơi. Bây giờ mình nâng độ cao lên, mình tiếp tục tìm những cái chiếc thuyền khác quay cho các bạn xem luôn. Đây, để mình kiếm coi. Tại do khoảng cách mình khá xa các bạn, 400 mấy chục mét rồi. Sẽ chuyển góc từ từ thôi. Dạo này cái trò tiết mà bên quay hướng camera đó, biết bị cái gì nữa mà rất là nhạy luôn, đụng cái lại quay cái dù luôn. Giờ mình tiến tới các bạn. Tiếp tục. Như là trên này mình không thấy ai giăng lưới hay thả câu hay cào gì hết. Bây giờ mình chuyển góc khác đi. Phía trước mặt mình là hai cái sáng múc cát trên sông Hậu đó các bạn. Mình có một cái bài nói về hai cái sáng múc này. Các bạn có thể tìm trong kênh mình.
và xem lại cái video đó. Video hôm nay mình sẽ bay lướt ngang thôi và mình quay những cái hoạt động khác của bà con nông dân nơi vùng sông nước thôi nha các bạn. Đó, các bạn thấy một cái chiếc xà lan đang chạy trên sông không? Chạy lại cái chỗ cái sáng múc cát đó các bạn, để lấy cát và đem về bán. Nè, xà lan này các bạn, cúi camera xuống cho các bạn xem luôn. Đây, xà lan đây. Chạy rất là nhanh ha. Chở cái gì ở trong mà thấy đỏ đỏ ở đây không biết, phải đất không? À, cái cát cũ các bạn ơi, cát cũ, cũ nó còn dính ở dưới lườn. À, rồi bây giờ mình pin mình 40%+ thôi, chắc có thể là mình bay về để mình quay một số hoạt động gần gần nơi khu vực mình đứng thôi các bạn. Khu vực này là khu vực gần mình đứng nè các bạn, nên mình có thể dùng cái máy quay của mình và quay tới một cái người đang thăm lưới và bắt cá trên sông Hậu gần kế bên mình luôn, cách khoảng chừng 50m thôi các bạn. Thôi, nhưng mà bây giờ mình sẽ dùng chiếc lê cam mình quay cho nó cận cảnh hơn và nó rõ hơn nha các bạn. Cá dính nhiều quá kìa, bạn thấy không, cá rất là nhiều luôn đó. Mình dùng lê cam mình bay gần cái đó các bạn thấy dính cá nhiều không? Đúng là mình hồi nãy mình dự đoán là khoảng chừng 50m là đúng, tại khi mình bay lê cam ra nữa các bạn, 52m cách chỗ nơi mình đứng. Và cái độ cao từ mình so với mặt nước, từ lê cam mình so với mặt nước đó các bạn, là chỉ có 2m thôi đó. Anh quay cận cảnh cho các bạn xem, dính cá rất là nhiều đó các bạn. Kéo phao lên, lưới dần lưới thì có phao. Mình ve ra chút cho các bạn dễ nhìn, chỉ giữa màn hình. Tiếp tục nữa các bạn, phải cá không có nhìn không rõ nữa. Tại vì gần gần khu vực của mình mới dám bay hạ thấp như vậy đó, để mình quan sát cái lai cam của mình các bạn. Còn xa quá, khoảng cách mà chừng vài trăm mét là mình không có dám hạ xuống khoảng tầm 2m này đâu. Tại vì cái cảm biến bùng của lai cam á, là khi mà gần gần mặt đất á, là có nhiều khi nó tự hạ luôn. Mà nó cảm biến mà nó tự hạ đó là xong phim luôn các bạn, vài chục triệu mắc như chơi luôn đó. Nãy giờ không thấy dính cá. Trên những cái lưới như vậy đó là có cái mấy cái phao luôn. Khi mình thả nó, mình nhìn thấy cái phao của mình nó trôi tới đâu là mình biết lưới của mình đang nằm vị trí nào. Giờ mình lại mình thăm các bạn. Đó, như có dính cá hay gì đó. Đó, về ra chút xíu các bạn ơi, quá gần. Tại vì cái nước nó cứ trôi xuống hoài à. Đó, thank you.
Nãy giờ cũng hơi lâu lâu rồi mà không thấy dính cá ha. Lúc nãy mình mới quay thấy dính cá nhiều lắm. Rồi bây giờ chắc có lẽ là thời lượng, cái dung lượng pin mình nó cũng sắp hết 70 mấy phần trăm. Bây giờ mình sẽ bay toàn cảnh Khúc Cao lên cho các bạn xem về cái quê hương sông nước, một con sông Hậu nhìn từ độ cao của Lycam như thế nào nha các bạn. Mình sẽ nâng độ cao lên. Đó. Bay trên kia đó, đang độ cao lên đó, nhìn không thấy đâu, 60 mấy mét rồi, nhìn thấy đâu, đang độ cao lên nè, 80 mét rồi nè. Có gì về gần mặt nước không? Cao á. Chắc có chung gần lắm rồi, không thấy rồi. À, các bạn, đây là cái con sông Hậu ngắm nhìn từ Lycam ở độ cao 200 mét các bạn. Đó, khu vực này là khu vực đầu cù lao, để mình xoay nhẹ từ 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 thôi nha, để các bạn xem về cái cù lao của mình trên sông Hậu ở độ cao 200 mét. Đầu cù lao đó các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ ve ra chút xíu nữa các bạn ơi, các bạn dễ hình dung ra chút xíu. Đó, các bạn thấy cù lao mình không? Khu vực này là ngoại hầm cá nè các bạn, người ta nuôi cá thủy sản á, của công ty thôi chứ không phải của người dân. Các bạn thấy rất là nhiều không? Những hầm cá này rất là nhiều luôn, của công ty. Đó, mình đã quay xuống cuối cù lao rồi đó các bạn. Gió rất là mạnh nha các bạn. À, các bạn ơi, cái video clip quay về sông Hậu vào một buổi sáng bình minh của mình đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Các bạn đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh mình hoàn toàn miễn phí để là người đầu tiên xem những video kế tiếp của mình nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.